Xin chào mọi người, lại là Will đây. Hôm nay tôi giới thiệu đến cả nhà một quán ăn đường phố nha. Quài ơi, bán cho con một dĩa bánh cuốn nha Quài. Tôi nhớ mỗi lần đi công tác ở Hà Nội, cứ mỗi lần trời lạnh là đi tìm cái món bánh cuốn nóng này nè. Sáng nay thì thời tiết Nha Trang cũng mưa dầm, nên tôi tình cờ ngang qua đây, chợt gặp quán của Ngọi, thế là tôi vào ăn ngay. Ngọi bán ở đây rất là lâu năm rồi. Tôi hỏi thăm Ngọi vài câu thì biết rằng là Ngọi đã từng ở Hà Nội. Mày công nhận thiệt nghe, khi tôi ăn bánh cuốn ở đây á, cảm nhận giống y chang hương vị tôi đã từng ăn ở Hà Nội đó. Một dĩa này Ngọi bán có 20.000 à, mọi người thấy rẻ không? Quán nằm giao giữa Ngô Đức Kế và Trần Nguyên Hãn. Có dịp mọi người đến ủng hộ Ngọi nhé.